tiết đơn vị gia đình Thanh Bình sẽ đến với vai vợ cả, là một cái bà vợ nghiệp Minh Hải trong vai Minh Hải Xuân Hải trong vai bà vợ hai, sắc đẹp Ngọc Trai trong vai bà ba, danh nhà cửa đất đai. Bốn bà là em đi, danh vọng là Thành. Giờ ta đâu hết rồi giờ bà cá, bà hai, bà ba, bà đâu rồi? Mới ăn ăn chỗ ở làng của lão quyền rồi sai, nó sai rồi. Bà cá đó rồi, bà cá của ta đó rồi, con mẹ vợ cá đi đâu rồi? Ôi lại lại thôi, ông ăn rồi, ông cố gắng khỏe đi, trong cái say xưa con rồi. Một lão trưởng giá tao mà con sai là chuyện lạ, ngày nào cũng có người mời ăn uống tiệc tùng đó mà con nuôi con đó ở dẹp dẹp vào đây, và lúc nào cũng càng vàng ca có mà hai đâu, người yêu có sắc đẹp của tao đây đây, bà hai đây, em là người đẹp nhất thế gian này. Ôi chú cha ơi, anh yêu em mãi mãi đi nghe. Làng hai là sắc đẹp của ta, làng cá đâu, tung cái xô ra đây để cho ta nôn. Nó sai mà ta không nôn luôn, làng em đó đẹp nhất thế gian, cho ta nôn quá đi quá. Làng ba của ta, ai mượn làng hai nói, ta chưa nói gì, trần tôi khen đẹp nhất thế gian. Đẹp nhất của cái dùng đi còn chưa được, nó đẹp nhất thế gian, cho cá đem cái xô ra này. Làng ba. Đây là tiền của ta, là gia sản của ta, là đất đai của ta. Anh nói đi, tao tống được nước nữa. Em là tiền của anh đây. Em là tiền là bà đô la. Em đây, em là tiền của anh đây. Nhà bạc là tiền là đô la. Và nhà cửa đây là tiền là Phật. Là tiền. Tiền là gì? Tiền là sức khỏe của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là cái đà danh vọng, là cái lòng che thôi. Tiền cân là cán cân danh vọng. Tiền. Tiền là gì? Tiền thật là hết ý. Tiền là cái lòng vọng, tiền là sức mật của lò xo. Nhưng mà phải có cả. Trưởng giả ơi, còn em nữa trưởng giả. À, nàng út của ta đây, nàng ba của ta này. Ta yêu nàng ba nhất, vì nàng là út coi nhất, mà nàng là cũng người nhỏ con nhất của so với ta. Nàng là danh vọng, là danh vọng của ta, là tài sản cao quý của ta, mà nàng là cũng có một cái dáng người mi nhon nhỏ thó rất là dễ thương. Mà nàng là người già nhất trong đoàn này hôm nay. Ba là cao sang danh vọng, ta là đi đâu có người hầu người hạ. Nàng bố, nàng út, nàng vợ yêu quý nhất của ta, sống lâu với ta, chẳng có lấy cái nụ cười yêu quý của ta luôn. Chào đi. Sai à? Ta sai mà ta thấy trời đất quay cuồng. Hiểu hiểu, gió thổi đầu non ức. Mấy thèm uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngữ tơ điềm vàng, thấy con uống rượu trăm đôi hàng lệ rơi. Nghĩ rằng con uống con chơi, ai về con uống con rơi xuống sình.
Ngọc Hoàng thay thế cái thức kinh của chú cho ăn cũng hơn mình cho phở chi. Ủa? Trời ơi, em say cho bà con ơi. Bao nhiêu? Trời ơi, có bao nhiêu? Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm rồi. 20 năm rồi. Sống sự không bao lâu. Sống sự thì chẳng bao lâu. Sao ta thấy đất trời nghiêng ngả? Sao ta thấy sức của ta nó giống như ta? Chắc có lẽ, chắc có lẽ ta không còn sống được bao lâu. Nàng hai đâu rồi? Này, em đẹp mà sao anh chết sớm nữa? Ôi, không, đừng chết nữa. Nàng hai đâu? Bình thường ta yêu nàng nhất, nhưng đến giờ phút lâm chung nàng có theo ta không? Không, em ở lại để tìm người khác. Anh đi một mình đi. Thật là đau khổ cho ta. Bình thường nàng là rất đẹp của ta, là người ta yêu nhất. Đến khi ta gần chết rồi, hỏi nàng có theo ta xuống huyệt mộ không, thì nàng trả lời một câu rất là khốn nạn. Trời ơi ông ơi, ông nàng ba đâu? Dạ có em đây. Nếu ta chết đi rồi thì nàng có theo ta không? Dạ em chỉ đưa anh một đoạn đường về nơi chín suối, còn em ở lại giữ cái tiền nhà. Trời ơi, trời ơi, tiền của ta rồi sao? Thật là đau xót cho ta. Cái con nhan sắc thì hắn không chịu đi, giữ khư khư cái nhan sắc hắn để hắn lấy cái thằng khác. Còn cái con vợ ba thì hắn giữ lại tiền bạc đất đai. Nàng tư, nàng tư của ta à. Nếu ta chết đi rồi thì nàng có tiền ta không? Dạ không, bởi vì là ta là còn dân vọng. Chàng đi một mình đi, ta thiếp ở nhà đóng cửa theo trai. Thiếp ở nhà đóng cửa theo trai. Đóng cửa theo trai. Trời ơi, ô thật là chúa nhân cho ta. Sắc đẹp đâu rồi? Đến giờ phút lâm chung này ta mới thấy được lòng người. Nào là sắc đẹp, nào là tiền tài, nào là của cái đất đai đều bỏ ta. Còn một bà, chỉ có còn bà cả. Bà cả ơi, bà cả, bà cả đây. Bà cả của ta. Nếu ta chết đi rồi thì nàng có theo ta không? Tôi đầy ông ơi, ông yên tâm đi, ông đi đâu là tôi theo đó, vì tôi là nghiệp của ông. Ông ngộ theo, cố gắng điểm phẩm chạy nghèo. Ôi thật là sung sướng của ta đến cuối đời. Quay lại, quay lại. Nhưng mà đều có cái nàng nói là coi như ông cố gắng ăn chay thì ta sợ không còn kịp nữa. Rồi nếu như người ta đã cần ông ơi, đừng bỏ tôi ông ơi. Tôi ở lại, tôi sẽ từ thiện sống sanh đo cho ông ngồi hướng cho ông. Ông sẽ trải nghiệm lại một người lương thiện nghe. Hay quá. Bà ơi, nghe tin nhà bà có tang cho chúng tôi từng bộ kinh đi. Chết rồi. Anh chết với chồng trưởng giả của tôi. Ông trưởng cho, ông trưởng giả ơi, ông chết đi mà ông bỏ hôn bà. Tôi với bà có ở trên đấy không
biết rèm, ta đi tiếp nhận cho lên ông được về siêu sanh tịnh độ. Ôi cho cô dân chị lại nè, coi như là dân này mà tới cái mức độ mà Nam Mô Giết Giảng luôn.